Cát Bà Beach Resort được biết đến là một trong số các doanh nghiệp tại Cát Bà cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp được khách quốc tế đánh giá cao. Khu nghỉ dưỡng Cát Bà Beach Resort đang có kế hoạch tiếp tục nâng cấp các dịch vụ du lịch cao cấp trong tháng 9 sắp tới để đón đầu xu thế tăng cao của lượng khách, nhất là khi thời điểm khánh thành cầu vượt biển Tân Vũ Lạch Huyện đang đến gần. Quản lý và khai thác một trong ba bãi tắm đẹp nhất tại Cát Bà lại là địa điểm được đông đảo khách du lịch nước ngoài ưa chuộng, nên bảo vệ môi trường luôn là nhiệm vụ thường xuyên tại Cát Bà Beach Resort. Cùng với việc làm sạch bãi biển, 21 căn biệt thự nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn tại đây thường xuyên được giữ sạch sẽ để đáp ứng yêu cầu cao của dòng khách trung cao cấp. Mùa cao điểm du lịch vừa qua, trước lượng khách tăng cao tại cả ba bãi tắm trung tâm, doanh nghiệp đã tăng cường công tác cứu hộ cứu nạn, đầu tư trang bị các thiết bị cứu hộ như cano, thuyền kayak, lắp đặt hệ thống loa ở các bãi tắm, biển cảnh báo tại các bãi đá. Sắp tới, khi cầu vượt biển Tân Vũ Lạch Huyện chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng, lượng khách đến Cát Bà dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng. Đón bắt nhu cầu này, Cát Bà Beach Resort đã lên kế hoạch xây dựng một tổ hợp 5 sao tại đây để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của đông đảo du khách, đồng thời phục vụ chiến lược cạnh tranh đối với phân khúc khách quốc tế cao cấp. Dự kiến trong tháng 9, tổ hợp 5 sao này sẽ chính thức khởi công. Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm văn hóa thể thao và du lịch của vùng duyên hải Bắc Bộ. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Hải Phòng tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực gồm du lịch sinh thái kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, du lịch mạo hiểm, leo núi, lặn biển, du lịch hội thảo, hội chợ, hội nghị, du lịch tâm linh, lễ hội kết hợp với du lịch khảo cứu văn hóa, du lịch làng quê. Điểm nổi bật trong chiến lược phát triển du lịch Hải Phòng chính là tăng cường tính liên kết giữa Hải Phòng với các địa phương trong và ngoài nước. Để thu hút khách du lịch trong nước, Hải Phòng tập trung phát triển các tuyến Hà Nội, nội thành Hải Phòng, Cát Bà, Hạ Long, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng, nội thành Hải Phòng, Cát Bà, Hạ Long, Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, nội thành Hải Phòng, Quảng Ninh, mở rộng thêm tuyến du lịch sinh thái biển Hải Phòng, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, đảo Long Châu, Đồ Sơn, Cát Bà. Thời gian tới, thành phố tiếp tục khai thác tốt các thỏa thuận quốc tế để mở rộng phát triển du lịch tới các nước châu Âu và khối ASEAN, mở tuyến đường thủy du lịch Hải Phòng đi một số cảng quốc tế trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á, tiếp tục xúc tiến mở đường bay quốc tế mới đi và đến cảng hàng không quốc tế Cát Bi nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, đình chùa Tây, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên được công nhận là cụm di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1996. Ngày hôm nay, tạp chí du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng mời quý vị và các bạn cùng với Triều Dương và các du khách nước ngoài đến thăm cụm di tích này nhé. Đến xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, không ai là không biết đến đình chùa Tây, cụm di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được nhà nước công nhận năm 1996. Đình thờ 7 vị thành hoàng đại vương và công chúa dòng họ Việt Thường, những người khai quốc công thần thời vua Hùng Duệ Vương. Còn chùa lại là một trong những nơi hội họp của chi bộ đảng Dưỡng Động, nay là xã Minh Tân, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Chúng tôi men theo con đường nhỏ ven chân núi phía Tây Trang Dưỡng Động để đi vào cụm di tích đình chùa Tây. Theo Ngọc Phả để lại, đình Tây còn được gọi là đình Cả, một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật thể hiện tôn giáo tín ngưỡng của người dân Dưỡng Động xưa. Sự ra đời của đình Tây gắn liền với truyền thuyết đánh giặc giữ nước thời vua Hùng Duệ Vương thứ 18. Đình Tây tức là đình Cả. Ngày xưa thì ở đây thuộc là Trang Dưỡng Động, huyện Thủy Đường, phủ Kinh Môn. Cái chỗ này ấy, để thờ cái người mà đã có công dựng nên cái Trang Dưỡng Động này. Thế là thế nó gọi là bát vị thành hoàng. Không chỉ có lịch sử hào hùng, đình Tây còn là ngôi đình có kiến trúc nghệ thuật vô cùng độc đáo. Theo các cụ bô lão trong làng kể lại, vào những năm đầu thế kỷ 17, đình Tây được nhân dân xây dựng thành một ngôi đình to đẹp với cấu trúc mặt và phong cách nghệ thuật mang nét đặc trưng của ngôi đình Việt Nam cổ truyền theo bố cục kiểu chữ đinh quen thuộc, gồm 7 gian đại đường và 3 gian hậu cung. Phần hậu cung thờ các vị thần hoàng làng là những người giúp vua Hùng đánh giặc và khai thiên lập địa ra Trang Dưỡng Động. Trên những bức hồi được bưng các bức điêu khắc hình tứ linh, tứ quý, hoa lá, chim thú. Đặc biệt nổi bật trong nét kiến trúc đình Tây là hầu hết các bức điêu khắc đều chạm trổ hình tượng các loài thủy tộc, thể hiện nét văn hóa gắn liền với đời sống của người dân nơi đây. Trải qua 5 tháng, đình Tây bị xuống cấp, những vật kiến trúc và các bản điêu khắc có giá trị nghệ thuật theo đó cũng mai một dần.
Chính vì vậy, để bảo tồn những giá trị văn hóa của địa phương, đình Tây đã được trùng tu lại nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc nghệ thuật cổ xưa. Đặc biệt, bên ngoài đình còn có một khu nhà bia là những tấm bia tiên hiền, hậu hiền, ghi danh những dòng họ có công phò vua giúp thần hoàng làng giữ nước. Những tấm bia này được ban quản lý sưu tầm lại từ các đình chùa khác đưa về đình Tây để thờ cúng. Nằm cạnh đình Tây là chùa Tây, ngôi chùa có lịch sử hình thành từ khá lâu với những giá trị văn hóa độc đáo. Chùa nằm song song trên một sườn núi với đình Tây, cổng tam quan hướng ra giếng đình. Chùa được xây dựng vào năm thứ 17 đời vua Lê Hy Tông, niên hiệu Chính Hòa 1680-1705. Chùa Tây này có sâu đình Tây. Tức là đình Tây thì kiến trúc vào thời cuối hậu Lê đầu đời Nguyễn. Thì sau đó mới kiến thiết chùa, có đình Thành Hoàng rồi bắt đầu mới có chùa thờ Phật. Thế thì chùa thờ Phật này vào sang đầu đời Nguyễn, tức là tất cả mọi thứ kiến trúc là theo của thời Nguyễn. Thì có từ ngày sửa xưa nhưng mà đình ngày chùa ngày xưa rất là bé. Trong thời kỳ chống Pháp, chùa là một trong những nơi hội họp của chi bộ đảng Dưỡng Động. Những năm 1955-1960, chùa còn là trụ sở làm việc của Ủy ban Hành chính xã. Hàng năm cứ đến rằm tháng Giêng, nhân dân địa phương lại mở hội làng để cảm ơn công lập làng giữ nước của các vị thành hoàng và công chúa. Qua chuyến đi bổ ích này, chúng tôi càng có dịp hiểu thêm về lịch sử truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông ta. Qua đó, chúng tôi có dịp giới thiệu cho những người bạn nước ngoài tham gia chuyến đi những cảnh đẹp, những câu chuyện thú vị về mảnh đất và con người Việt Nam nói chung cũng như Hải Phòng nói riêng. Okay, I like it very much. It's very beautiful, peaceful, warm, personal. I would say that it's closer to the nature and like the colors are very different as well. I mean, in the architectural as structure is quite similar, but just that it's golder. Đến với Minh Tân, Thủy Nguyên, không thể không nhắc đến món ăn đặc sản truyền thống nơi đây, đó là món thịt nướng xiên tre. Và bên cạnh thưởng thức những cảnh đẹp, chúng tôi còn có dịp mời những vị khách thưởng thức ẩm thực của Hải Phòng. Từ đó đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí bạn bè quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với việc thưởng thức món thịt xiên nướng của Minh Tân Thủy Nguyên thì chương trình tạp chí du lịch tuần này cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.